Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tối thứ bảy mình sẽ đi dạo ở thành phố như thế nào. Bây giờ là khoảng 19 giờ. Đường phố đã lên đèn hết rồi. Mình sẽ chạy một vòng ở khu vực quận 5 để quý vị và các bạn gần xa thấy được cái buổi sinh hoạt buổi tối ở thành phố Hồ Chí Minh, là một thành phố mệnh danh là không ngủ. Ở đây là khu vực Chợ Lớn. Nếu mình ra ở ngoài khu vực Sài Gòn thì còn nhộn nhịp hơn nữa. Thì ở đây thì quý vị thấy đèn Sài Gòn, ngọn xanh ngọn đỏ rất là đẹp. Hiện tại thì đang ở trên đường Hải Thượng Lãng Ông, gần với Bùng Binh Châu Văn Liêm. Phía trước là Bùng Binh Châu Văn Liêm, có tượng đài của ông Phan Đình Phùng. Tiệm dài Long Thành, bên tay phải tiệm dài Long Thành nổi tiếng. Ở đây là trước cửa chợ Bình Tây. Hôm nay chúng ta quay lại. Của các tiểu thương của chợ Bình Tây là chương trình văn nghệ, hình như là có mặt hàng đêm, được tổ chức hàng đêm ở chợ Bình Tây.
mình sẽ dẫn các bạn, quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đi tham quan một vài cái cung đường ở khu vực chợ lớn. Xin quý vị và các bạn theo chân nha. Rồi, đèn đỏ, dừng đèn đỏ đi. Đây là đường Tháp 10 nha. Tháp 10, phường 2, quận ở đây quận 5 nữa. Quận 6. Ở đây là quận 6. Đường ở Tháp 10 cũng vậy, chiều là người ta đóng cửa, các cái cửa hàng ở hai bên đường Tháp 10 ta cũng đóng cửa hết rồi. Đây, bây giờ mời quý vị và các bạn theo chân nha. Hiện tại là chúng ta đang ở trên đường Nguyễn Trãi, phường quận 5. Thì bên tay phải là nơi buôn bán các dụng cụ, quần áo, thể dục thể thao. Đây là ở quận 5, đường Nguyễn Trãi. Và bên tay phải là chợ xã Tây. Chợ xã Tây thì bữa tối vẫn còn họp chợ. Đường này á, từ Triệu Văn Phục á, cho đến Ngô Quyền là buôn bán các dụng cụ thể dục thể thao như giày, dép, banh, vợt, tennis, quần áo thể dục thể thao. Cũng là nơi tập trung người qua rất là đông. Và đặc biệt ở quận 5 á, ở quận 5 có các cái công trình kiến trúc mang đậm phong cách văn hóa của người qua, ví dụ như là các cái chùa, các cái chùa ông rồi đó, ngay trường học Chính Nghĩa, đường Trần Bội Cơ, đó là mang phong cách văn hóa của người Hoa. Bây giờ chúng ta sẽ quẹo phải sang đường Nguyễn Tri Phương. Đường Nguyễn Tri Phương
Nơi đây á, là có các cái hàng quán buôn bán như là quán Biển Dương nè, Biển Dương 1, Biển Dương 2, nơi phục vụ các món ăn hải sản. Có đèn live stream hả? Ở còn khu vực này á là bán các cái thiết bị về điện thoại ốp lưng, rồi các cái thiết bị dùng để live stream rất là nhiều. Đường này là đường Trần Hưng Đạo. Đây là trung tâm văn hóa quận 5 mà có cái tên ngày xưa rất nổi tiếng, đó là Đại Thế Giới. Đại Thế Giới á, bây giờ nó là trung tâm văn hóa quận 5. Nơi đây tổ chức các hoạt động văn hóa cho các em thiếu nhi và thanh niên. Bên cạnh đó thì có một quán cà phê vườn cá coi. Cà phê cá coi. Nhưng mà đâu có cá coi đó. Bây giờ đang di chuyển ở trên đường Trần Hưng Đạo nha. Ở bên tay trái là ngày xưa là khu chung cư, nhưng mà xuống cấp quá rồi, đập rồi. Thì bên trong vẫn còn một vài cái lóc chung cư. Ở đây là ngã tư Ngô Quyền với Trần Hưng Đạo. Chợ lớn á, thì các điểm mua bán thôi, chứ còn các điểm vui chơi giải trí thì ở ngoài Sài Gòn mới là nhiều. Nhưng mà đóng quay để cho quý vị và các bạn gần xa biết được buổi tối ở thành phố Hồ Chí Minh nó nhộn nhịp như thế nào, đường xá phố xá đông vui như thế nào. Đây có cái quán bán hủ tiếu, quán phở là Phiêu Ký nè, cũng rất là ngon. Nói chung là khu vực này là người qua buôn bán.
gì nè, chùa Ông nè. Đường Triệu Quang Phục mình sẽ đi xung quanh các cái khu phố mà người Hoa người ta bán đồ ăn thức uống. Bây giờ đóng cửa hết rồi. Các khu này nè cũng có bán đồ ăn nhiều lắm. Buổi sáng rạp hát thủ đô là bây giờ 9 giờ rồi, 9 giờ tối rồi cho nên là cũng ít rồi, dẹp hết rồi. Đường này đường gì đây? Đường Phùng Hưng. Ở đây buôn bán mì bịch tiền rồi này kia nữa, bánh xèo bánh ướt. Có cái tiệm cơm nổi tiếng, tiệm gà Đông Nguyên, cơm gà Đông Nguyên nổi tiếng. Ngay góc Nguyễn Trãi với Châu Văn Liêm nha, tiệm cơm gà Đông Nguyên. Rạp Đống Đa ngày xưa hay gì á, Đống Đa Toàn Thắng gì á. Rồi bây giờ là đang ở đường Tùng Thị Dương ở quận 8. Video đến đây thì nó cũng hơi dài rồi. Chúng ta sẽ đi đã đi qua các con đường ở quận 5, khu vực Chợ Lớn và đặc biệt là vào khu Đại Thế Giới ở trung tâm văn hóa quận 5 để quán cà phê Cá Coi. Thì bây giờ mình sẽ tạm dừng video ở đây. Hẹn quý vị và các bạn vào những video kế tiếp. Chúc quý vị và các bạn có một cuối tuần nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin quý vị hãy đăng ký kênh, like và share để ủng hộ cho chủ kênh nha.